vẫn thấy comment của em nha em yêu ơi. Hello chị Coco Trang ha, hôm nay em lại thấy chị nè. Rồi nhanh tay, đúng rồi, cầm cái túi phải vậy á, đúng rồi đó. Rồi nhanh tay comment liền cho em mọi người, đã chia sẻ chị hiểu không? Chị hiểu rồi. Rồi nhanh tay comment liền cho em mọi người ha. Đã chia sẻ cộng số điện thoại giùm cho em nè. Đã chia sẻ cộng số điện thoại giùm cho em sẽ tặng về cho mọi người tiếp ha. Em sẽ tiếp tục tặng về cho mọi người luôn. Chỉ cần comment cho em là đã chia sẻ cộng số điện thoại nha. Em thấy có nhiều chị yêu chơi mỗi ngày luôn mọi người. Vì muốn mình trúng nên chị yêu mình cứ chơi mỗi ngày vậy á. Rồi đã chia sẻ thật lòng là cảm ơn nè. Đã chia sẻ thật lòng là cảm ơn nè. Đừng có chia sẻ giả lòng là được ha. Rồi nhanh tay comment liền cho em mọi người. Rồi đã chia sẻ mong may mắn nè. Rồi nhanh tay comment cho em là đã chia sẻ cộng số điện thoại ha. Đã chia sẻ cộng số điện thoại nha Ngọc Trang, không thấy em. Rồi em thấy Ngọc Trang nha Ngọc Trang ơi. Em thấy chị Chim Sợi, thấy chị Nhi Tròn nè. Thấy chị Phương Linh ha. Rồi nhanh tay comment liền cho em là đã chia sẻ cộng số điện thoại mọi người nha. Chia sẻ đi mọi người ơi. Chị đẹp ơi em đây nè. Rồi chị thấy em nha, chị thấy em nha. Chia sẻ đi mọi người. Mọi người comment đã chia sẻ là kèm theo số điện thoại thì bọn em sẽ tặng quà tiếp theo ạ. Chia sẻ đi mọi người. Rồi comment cho em đã chia sẻ cộng số điện thoại mọi người nha. Mọi người ơi, trong buổi chiều ngày hôm nay chiếc túi thứ hai sẽ dành tặng cho ai đây? Trong buổi chiều ngày hôm nay chiếc túi thứ hai sẽ dành tặng cho ai đây mọi người? Rồi em chào chị Ngọc Trang nè. Chào chị Ngọc Trang ha, có người trúng rồi chị yêu ơi, có người trúng rồi nha, là chị Trâm Bích đã trúng. Rồi kết quả hồi nãy là 261 ha. Kết quả hồi nãy là 261 đây. Rồi nhanh tay mọi người, nhanh tay mọi người. Chia sẻ cho em nè. Chia sẻ cho em nè mọi người ơi. Chia sẻ cho em ha. Chị nhận được quà tặng rồi nhé. Túi đẹp và chất lượng, kêu comment nó lên đi chị. Chị kêu comment chị nhận được quà tặng đó. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị Dung Trần nè. Rồi cảm ơn chị Hoa, bên em nói tặng là tặng rồi ha. Bên em nói tặng là sẽ tặng nha mọi người nha. Rồi mọi người đã có những chiêu bên em mấy ngày trước đã trúng rồi. Mấy ngày trước đã trúng rồi ha. Rồi em cảm ơn chị Dung Trần. Bây giờ chị vô chơi tiếp cho em là chị ơi. Cảm ơn chị Dung Trần nhiều ha. Rồi mọi người nhanh tay comment cho em là đã chia sẻ cộng số điện thoại ha. Rồi chị Dung Trần là người trúng ngày thứ hai hay là ngày đầu tiên? Hay là ngày đầu tiên ta? Mọi người để em à, là ngày thứ hai. Mọi người để em múc quạt xua tan cái nóng cho mọi người nha. Rồi các chị yêu mình comment cho em là đã chia sẻ cộng số điện thoại nha. Và phải chia sẻ cho em ha. Rồi chị hỏi túi này đúng không chị ạ? Chị Nhi ơi. Đúng rồi đó, được tặng miễn phí vì hàng rất là chất lượng ha. Hàng rất là chất lượng nhưng mà tặng cho mọi người là miễn phí nè. Rồi comment cho em là đã chia sẻ cộng số điện thoại nha mọi người nha. Đã chia sẻ cộng số điện thoại thì mới đúng mọi người ha. Rồi nhanh tay mọi người ơi, vì số lượng có hạn và thời gian có hạn mọi người ha. Nhanh tay mọi người ơi, số lượng có hạn và thời gian có hạn ha. Rồi nhanh tay comment cho em là đã chia sẻ nè. Đã chia sẻ cộng số điện thoại nha. Đã chia sẻ cộng số điện thoại thì mới được tính nha mọi người nha. Lên đi mọi người ơi.